Hello mọi người, thì tuần trước Ken làm cái dàn mướp á, làm xong cái hai mấy cái frame á, mấy cái khung. Cái khung rồi. Thì hôm nay Ken đi mua những cái miếng lưới kẽm á ở Tractor Supply rồi về gắn vô cái khung cho xong cái dàn mướp. Thì bây giờ Ken tiếp tục quay cho mọi người coi nha. Mọi người ơi, thì Ken đã tới chỗ Tractor Supply mua đồ rồi. Thì những cái miếng kẽm này nó rất là dài cho nên mình phải mướn xe truck để chở nha mọi người. Đây, rộng như vậy thì nó mới đủ chỗ để nó đầu tư ghê chưa. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào pick up. Hàng hóa chất ngoài đây nè mọi người, thì có hai loại. Miếng này là dài 16 feet. Thì rất là dài, Ken không có cần dài như vậy cho nên mình mua miếng 8 feet thôi. Và đây có nhân viên họ xếp lên xe cho mình luôn nha cả nhà. Đây nè mọi người, nãy giờ Ken hì hục, Ken bắt được một miếng lưới lên trên top của cái khung rồi nha. Mà quên quay phim lại, lôi miếng kẽm ra cái đem gắn lên luôn mà không có quay luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình gắn những miếng kế tiếp. Thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi. Đó, mình đặt lên. Bây giờ mình xếp nó lên rồi, chút nữa mình sẽ dùng những cái miếng, cái dây kẽm á. Mình sẽ buộc những cái mắt này nè mọi người. Đó, mình sẽ buộc nó lại cho cái khung. Thì nó sẽ chắc, nè mọi người thấy không? Mình thắt kẽm của cái khung thắt kẽm đây nè. Lúc nữa những cái mắt này mình cũng sẽ thắt kẽm lại nữa. Mình sẽ dính chặt lại nha. Thì mình mua 6 miếng, đó, nó sẽ chảy dài đều các nguyên cái dàn mướp của mình luôn. Sau một buổi làm việc mệt mỏi luôn thì bây giờ đã xong. Mọi người thấy là Ken để cái miếng lưới ở trên cái khung rồi Ken gia công lại, siết zip tie nè, rồi siết mấy cọng kẽm cột lại cho cái lưới nó dính vào trong cái khung luôn nha mọi người. Thì nói chung là chung quy cũng rất là ổn. Thì mọi người thấy có thể nó sẽ hơi bị võng một chút xíu mọi người, ngay giữa nè. Tại vì Ken không có làm một cái cột bắt đỡ để nâng cái dàn lên, mọi người hiểu không? Thì tại Ken không có diện tích và hơi làm biếng nữa. Nói chung là như vậy cũng rất là ổn rồi. Còn mọi người nếu mà muốn nó không có bị hơi võng á, đó, nó hơi bị võng, mình làm thêm một cái cột ở giữa đây nè, mình nâng nó lên thì sẽ có ba cái cột. Một hàng ngang là ba cột, là nguyên một cái dàn là sáu cột. Nhưng mà Ken chỉ làm bốn cột thôi, là bốn góc, mọi người thấy không? Đó, bốn góc. Còn nếu ai xiên hơn nữa thì làm thêm một cái cột ở giữa. I mean hai chứ. Đây một, đây một cái, ở dưới bên kia một cái nữa là hai. Tại vì Ken làm cái cột này nữa thì nó nằm ở chính giữa này. Đó thì nó hơi khó, tại diện tích nhà Ken hơi, cái vườn nó hơi hẹp. Đó, cho nên mình chỉ làm được bốn cái góc thôi. Đây, cái này là bầu mướp, là treo, là khỏi lo bị rớt luôn nha mọi người. Năm ngoái nè, năm ngoái bầu mướp nó leo rồi nó nặng quá, mà mọi người thấy không, nó bị trũng xuống này, tại cái lưới này rất là nhẹ. Còn đây lưới này mọi người, nó cứng ngắt nha, nó chặt lắm, cứng lắm luôn, nó nặng lắm đó, cho nên rất là chắc.
một miếng như vậy là 20 đô ở Tractor Supply. Đây, bầu mướp thì mình cũng đang trồng, nó đang lên nè mọi người. Đây là mướp đây nè, xuống đất được một tuần rồi, cải bẹ xanh, cải ngọt, từng ô. Đây là bầu nè mọi người, xuống đất một tuần chung với mướp đó. Bên kia một cây, hai cây bầu với là bốn cây mướp. Mướp hương nha mọi người. Bầu này là bầu sỉ đó, năm ngoái mình trồng bầu dài, năm nay mình có hạt giống bầu sỉ nên mình trồng bầu sỉ thử một lần. Rồi, vậy là Ken đã xong rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn cả nhà đã coi video của Ken nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye.